đất nước của người Thượng Đê Ga ở miền Nam Đông Dương. Lãnh thổ miền Trung Việt Nam, bao gồm cả vùng đồng bằng Duyên Hải và Cao Nguyên, chạy dài từ dãy núi Hoành Sơn đến địa phận Biên Hòa. Vùng đất này thuộc về người bản địa Đê Ga. Những nguồn tư liệu đầu tiên ghi nhận về thành phần người bản địa Đê Ga chính là các văn bản Trung Hoa, mà sớm nhất, khoảng thế kỷ 3, có thể là một ghi chép về lâm ấp như sau: những bộ tộc của nó thật đông đảo, những nhóm người nhỏ trong các bộ tộc ấy sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, tận dụng lợi thế địa hình núi non, họ không bao giờ chịu quy phục triều đình Trung Hoa. Sau đó, sang thế kỷ thứ 4, các sử liệu Trung Hoa lại ghi nhận sự va chạm đầu tiên giữa người lâm ấp với các sắc dân bản địa. Đó là sự kiện vua lâm ấp Phạm Văn tiến hành các cuộc bình định trong xứ sở để thu phục các bộ tộc bản địa đang thành lập các tiểu quốc. Trong số các bộ tộc ấy, người Ra Đây là hiếu chiến nhất, tức là người Ê Đê và Gia Rai ngày nay. Sau khi thống nhất giữa người bản địa Đê Ga và người Chăm, vào năm 988 Harivan đệ nhị đã cho xây dựng Vijaya Đê Ga là quốc đô của mình. Sau cái chết của Lưu Kế Tông, người Việt rút lui khỏi vùng đất phía Bắc, Harivaman đệ nhị đã lấy lại và dời đô về kinh đô của Indrapura. Tuy nhiên tới khoảng năm 999 vị vua kế tiếp là Sri Vijaya Jangkut đã vĩnh viễn dời đô về Vijaya Đê Ga. Vào giữa thế kỷ thứ 12, vua Jaya Harivaman đệ nhất ở tiểu vương quốc Panduranga tiến quân ra Bắc giải phóng kinh đô Vijaya Đê Ga vào năm 1149, giết được hoàng tử Harideva, lãnh đạo đoàn quân viễn chinh Campuchia. Sau ngày thắng trận, thay vì Jaya Harivaman đệ nhất phải rút quân trở về Panduranga, ông ta lại lợi dụng tình thế, ông tự tôn mình là vua của vua Champa, mặc dù ông ta biết rằng quyền nối ngôi phải thuộc về hoàng tử Vancharaya, là một thủ lĩnh người Ra Đây, cũng là một hoàng tử thuộc hoàng gia Vijaya miền Bắc Champa. Nhằm phản đối lại sự đoạt ngôi này, các bộ tộc bản địa Đê Ga khắp các vùng như là Amaravi, Vijaya và các vùng cao nguyên miền núi mà bia ký gọi là Kirates, phất cờ vùng dậy đưa hoàng tử Vancharaya lên làm vua. Năm 1150, Jaya Harivaman đệ nhất cho lệnh tấn công hàng ngũ cách mạng của hoàng tử Vancharaya, nhất là nhóm Ra Đây và Bana. 4 năm sau, những người dân ở tiểu vương quốc Panduranga, tức là người Chăm, Cơ Hô, Churu và người Mạ ngày nay, cũng đứng ra để truất phế vua này. Thế là chiến tranh giữa Nam và Bắc bùng nổ trong suốt 5 năm trường, thời Pháp thuộc. Người Pháp lần đầu tiên xâm chiếm lãnh thổ của người bản địa Đê Ga vào năm 1895 đến năm 1954 đã gọi họ là người Thượng, nghĩa là người miền núi. Bởi vì trong nhiều thế kỷ, họ đã bị những thế lực mạnh đẩy sâu trong rừng núi và sau này là người Việt xâm lược, đã đuổi họ khỏi vùng ven biển màu mỡ của mình đến vùng núi ở Đông Nam Á. Tổ tiên của họ vì thế đã định cư ở vùng núi này, nơi ngày nay gọi là Tây Nguyên. Trong giai đoạn từ 1832 đến 1895, người bản địa Đê Ga sinh sống hoàn toàn độc lập vì không trực thuộc bất cứ chính quyền nào. Họ tự do sinh hoạt văn hóa và tín ngưỡng truyền thống, vì nếp sống của họ không va chạm với bất cứ nền văn hóa nào. Hơn nữa, họ cũng không có quan hệ trực tiếp với ai và cũng không người lạ mặt nào, kể cả người Kinh và người Simla, phiêu lưu trên vùng đất xa lạ này trước khi các giáo sĩ công giáo Pháp tìm đường lên cao nguyên Bình Định năm 1842 trốn tránh các vụ bắt giết người theo đạo tại Đồng Bằng và đã thành lập xứ đạo Kon Tum năm 1852. Từ 1859 đến 1867, sau khi làm chủ Nam Kỳ, người Pháp bắt đầu tổ chức những cuộc thám hiểm quy mô trên vùng đất này. Năm 1895, chính quyền thuộc địa Pháp quyết định sáp nhập Tây Nguyên Đê Ga vào lãnh thổ hành chánh Đông Dương nhưng vẫn để người bản địa Đê Ga sinh hoạt theo văn hóa truyền thống của họ. Chỉ từ sau đệ nhị thế chiến, 1945, Tây Nguyên Đê Ga trở thành khu vực quân sự chiến lược giữa quân đội Pháp và phong trào Việt Minh, đời sống người bản địa Đê Ga mất đi sự độc lập. Để bảo đảm an ninh trật tự trên vùng đất này, ngày 27 tháng 5 năm 1946, chính quyền thuộc địa Pháp thành lập một lãnh thổ tự trị dành cho người bản địa Đê Ga, gọi là Pays Montagnac du Sud Indochino. Trong tiếng Việt gọi là xứ thượng miền Nam Đông Dương, hay còn gọi là đất nước của người bản địa Đê Ga ở miền Nam Đông Dương. Trong ngôn ngữ bản địa gọi là Ala Cha Đê Ga Dung Mơ Nai, viết tắt là PMFI, đặt dưới quyền cai trị trực tiếp của người Pháp, biệt lập với người Kinh ở miền Bắc và miền Nam, đất nước của người bản địa Đê Ga ở miền Nam Đông Dương được hưởng một quy chế đặc biệt, nghĩa là có nền hành chánh riêng, những tòa án phong tục riêng và chương trình giáo dục riêng dành cho người bản địa.
Chính quyền thuộc địa Pháp tuyển chọn và đào tạo những thanh thiếu niên thuộc các gia đình vọng tộc người bản địa Dega vào College Sabati, trường trung học cấp 2, ở Buôn Ama thuộc và Lisjosin, trường trung học cấp 3, ở Đà Lạt. Một số khác được tuyển vào các đơn vị quân sự địa phương. Mục đích của người Pháp trước hết là nâng cao trình độ dân trí của người bản địa để sau đó giúp họ quản trị vùng đất này. Với thời gian, một số thanh niên ưu tú này đã tự kết hợp lại thành một nhóm nhân sĩ, có lập trường chính trị rõ ràng để bảo vệ quyền sống của dân tộc họ trên lãnh thổ của mình. Nói chung, người bản địa Dega không muốn bị người Kinh tiếp tục khinh miệt và gọi họ là Mang, Mọi ngay trên lãnh thổ của mình. Vấn đề là cho tới 1954, nghĩa là từ sau khi có độc lập, cộng đồng người Kinh ở miền Bắc và miền Nam vẫn không hề hay biết hay không quan tâm gì tới những chuyển biến tâm lý và văn hóa quan trọng này trong lòng người bản địa Dega. Ngoài chương trình đào tạo hành chánh và quân sự dành riêng cho người bản xứ, từ 1923 đến 1938, người Pháp cũng đã đầu tư rất nhiều vào những dự án phát triển cơ sở hạ tầng nhằm củng cố sự cai trị và khai thác tài nguyên trên lãnh thổ. Xứ Thượng miền Nam Đông Dương trở thành một khu vực trù phú và an bình. Lo sợ bị sáp nhập vào lãnh thổ Nam Kỳ, Ngô Bảo Đại yêu cầu chính quyền thuộc địa Pháp thừa nhận chủ quyền của triều đình Huế trên vùng đất của người bản địa Dega ở miền Nam Đông Dương này, và đã được chấp nhận. Ngày 21 tháng 5 năm 1951, Xứ Thượng miền Nam Đông Dương được Pháp nhìn nhận trực thuộc Hoàng Triều Cương Thổ, Domaine de la Garonne, do Bảo Đại lãnh đạo, nhưng được hưởng một quy chế đặc biệt. Không ai có quyền sang nhượng lãnh thổ này cho một quốc gia khác nếu không có sự đồng ý của nhà vua và cộng đồng người bản địa Dega. Được xác nhận không phải là người Kinh, non-Annamite, Hoàng Triều Cương Thổ trên danh nghĩa là một lãnh địa tự trị. Trong thực tế mọi quyền quyết định đều do người Pháp chủ động. Nói cách khác, Tây Nguyên là một vùng tự trị trực thuộc Pháp.